À, xin chào các bạn, chúng ta đang xem video hướng dẫn về văn phạm của bài quy trình tham số 2 và số 3. Trong bài này là chúng ta sẽ dạy cho học sinh một số cái cụm từ chỉ về thời gian trong quá khứ, một số cụm từ chỉ thời gian trong quá khứ. Và như vậy thì chúng ta sẽ phải dùng tới cái slide cuối cùng của chương trình lớp Big Question 2 này. Và nó nằm ở bài số 8. Tạm biệt nha, tạm biệt. Cái slide này nếu mà chị nào mà dạy trường New York thì nó sẽ có sẵn trong cái bộ slide của chương trình Big Question. Còn nếu mà chúng ta dạy trường trước thì chúng ta liên hệ để mà mượn cái slide này. I like your sweater. Did you get it recently? Yes, I bought it last weekend. Yes, I bought it last night. Yes, I bought it last week. When did you buy your dress? I bought it a week ago. Are those new sneakers? Yes, I just bought them 2 days ago. No, I got them a couple of months ago. No, I got them a year ago. Yes, come here, second. I like your sweater. Did you get it? Christian. Christian. Did you
When did you buy your dress? I bought it a week ago. Are those new sneakers? Yes, I just bought them. Yes, I just bought them 2 days ago. I just bought them. Vừa mua vừa cũng cách đây có 2 ngày. Là những mặt cái thời gian gần đây. Yes, I just bought them 2 days ago. No, I bought them a couple of months ago. A couple of months ago. No, I bought them a year ago. Video.